Thưa quý vị, mặc dù đang chấp hành hình phạt tù, nhưng mới đây, ông Nguyễn Đức Trung, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, lại tiếp tục bị viện kiểm sát nhân dân khởi tố để điều tra dấu hiệu vi phạm liên quan tới vụ án thổi giá cây xanh ở Hà Nội gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước. Được biết, đây là vụ án thứ tư ông Trung bị khởi tố. Ngày 22 tháng 3, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Nguyễn Đức Trung, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Việc khởi tố ông Trung là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội và một số đơn vị. Kết quả điều tra ban đầu xác định ông Nguyễn Đức Trung đã làm trái quy định của nhà nước để công ty Sinh thái xanh, công ty Cây xanh Hà Nội và bị can Nguyễn Tuấn Nghĩa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Xanh Hòa Lạc và công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển vì nhân dân được Hà Nội chỉ định đặt hàng trồng cây trên địa bàn từ năm 2016 đến năm 2018, qua đó hưởng lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của nhà nước. Cơ quan điều tra cho rằng các công ty này và bị can Nguyễn Tuấn Nghĩa có quan hệ thân thiết với ông Trung. Liên quan tới vụ án, ngày 17 tháng 3 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố đối với Đỗ Thị Hạnh, Nguyễn Thị Ngữ, Nguyễn Tuấn Nghĩa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Xanh Hòa Lạc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển vì Nhân dân và Kiều Thị Thúy, kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn Xanh Hòa Lạc và công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển vì Nhân dân về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Trước đó, bộ công an cũng khởi tố bắt giam ông Nguyễn Xuân Hành tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội và 10 bị can khác, trong đó có Nguyễn Tuấn Nghĩa về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Đến ngày 20 tháng 1 năm 2022, cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam thêm ông Vũ Kiên Trung, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội. Một bị can khác là Hoàng Đình Văn, giám đốc công ty Hoàng Anh Phát, bị khởi tố về tội buôn lậu trong vụ án xảy ra tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh bước đầu cơ quan điều tra cáo buộc trong quá trình thực hiện chương trình trồng mới thay thế bổ sung chăm sóc cây xanh trên địa bàn thành phố hà nội các đối tượng nêu trên đã có hành vi thông đồng nâng khống giá trị cây, hợp thức hồ sơ dự toán để phê duyệt, đặt hàng, làm căn cứ thành quyết toán trái quy định pháp luật gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước. Bước đầu, xác định trong quá trình thực hiện hai hợp đồng số 1343 ngày 31 tháng 12 năm 2016 và số 1090 ngày 31 tháng 12 năm 2017. Trong số 15 hợp đồng giữa Ban Duy Tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên Cây Xanh Hà Nội, các đối tượng đã nâng khống giá một số loại cây chủ yếu là cây trà là và cây bàng lá nhỏ trong tổng số trên 17 loại cây theo hợp đồng một số cây trồng mới thay thế bổ sung được các đối tượng nhập lậu từ trung quốc về việt nam ngoài ra các đối tượng còn thông đồng với các đơn vị cung cấp cây xanh lập khống hợp đồng mua bán hóa đơn giá trị gia tăng đưa vào hồ sơ quyết toán để rút tiền trái quy định gây thiệt hại tài sản nhà nước khoảng 30 tỷ đồng được biết, đây là vụ án thứ tư ông Trung bị khởi tố. Cựu chủ tịch Hà Nội đang thi hành tổng cộng 12 năm tù tại ba vụ án chiếm đoạt tài sản mật, mua sắm chế phẩm Redoxi 3C, can thiệp đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.